bạn, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với Candy Crush Saga Nova 30. Ok, Nova 30 yêu cầu chúng ta là qua 20 lượt chơi phá được 72 băng. Ok, mà vị trí này nên hơi khó khăn này, hơi khó khăn rồi. Mười cái chỗ mà mình không cho được cam chứ mà mình không coi được. Qua bây giờ bao nhiêu rồi nha, 31 bây giờ 31 yêu cầu qua 29 84 84 3. Ok,
Wow. Xong. Một lúc đi quá chậm luôn. Ok. Một đi quá hay đã khiến chúng ta hoàn thành được mũi sớm. Wow, bảng 31. 489.000 điểm. Oh, giải cứu 5 chiếc thủ nông với 29 lượt đi. Ok. Ok, 29. Sao sao sao? Không hiểu tại sao mà lại hai cái bạn nông này đã chưa có đưa rồi mà chưa lấy cục chứ. Chưa có khởi sắc gì mấy. Tiếp tục rơi xuống đi. Còn 15 lượt đi nữa. The Wii. Thêm một bạn nữa đây rồi. Thấy xuất hiện bạn thằng Long nữa rồi. Hay quá, hay quá. Nó mạnh vào. Nó mạnh nữa vào. Ok. Tuyệt vời. Xuống này. Thêm một bạn thằng Long nữa rồi. Ok. Ok. Thế là người sang bên này. Ok, hai bạn rồi. Ba bạn thủ nông đang xếp ở nhà với nhau. Oh. Mình sẽ mong là tiến xuống này, tiến xuống xuống. Không bởi chỉ còn 5 lượt đi thôi. Ok, là mình đã biết là cần mình phải chơi cái này. Sweet. Chơi bên nào? Bên nào? Ok.
Toàn có Toàn. Ok, trận này chắc đã qua rồi mọi người ơi. Chắc đã qua rồi. Ơi! Toàn sẽ đánh thế này. Ôi trời ơi, nó là ô trên. Cho hai bạn xuống, xong. Sugar Price. Xong. Toàn. Qua đi vào 32. Ok. Hết đi vào 33 mọi người ơi. 32 lần đi phá được 37 cái bánh bão. Cũng có cả sức mọi người. Sweet. Ăn đôi đi sao này.
luôn. Mở khóa receipt 1 sao. Mình dùng cứu trợ lên là bị đánh giá là 1 sao. Ok. Trận sau cố gắng. Ok. Nhưng mà chắc cũng chỉ được là đủ điểm thôi chứ không được nhiều sao lắm. Ok. À. À, 3 sao rồi. 3 sao, đi vào 35 qua nhá. Trang đi vào 36. Ok. Candy Cruise Saga. Wow. Phấn này nó sẽ trắng mình, nó ghê này nó ăn dọc, à ăn ngang thì nó đến cạnh phấn này nó dừng. Hạn chế mình không phải làm nhiều. Ok lắm. Quay toàn quay.
300.000 điểm. Ô, 6.000. À, đá. Ok. Còn 4 team và chơi và 38. Quá khăn, rất quá khăn. Tập chơi đi chết lại. Đang mua gì con này? Xóa hay bút máy xóa được. Máy xóa được nhỉ? Ok. Trận này rất ít lượt chơi. Có 16 lượt chơi mà yêu cầu phá vẫn rất nhiều. Rất nhiều và rất cần phá. Thank you.
sang tiếp. Tím xanh ok tam ô sugar crush quải quải ok đấy vui. Và 40 25 lượt chơi và yêu cầu chơi được rất dị hết hết giật ăn liên tục và ăn liên tục luôn. Quải nhưng mà rất đơn giản và rất nhanh luôn. Và 40 18 3 chào 41 ok đã trở về trạng thái bình thường Các quay giải cứu 7 chú cùng 5 sweet giải ba chút cùng nông ta đã ăn mất cái phần này tay sweet quả sweet tay quá các chút cá ba người chơi và một chị ta divine ok sugar crush quay và 42 Blue vẫn là đại thiếu cùng nông ba nhưng mà đang là riêng rồi ba em bé cùng nông có phần nè Thank you.
quá, hay quá, đã cứu được hai bạn, một bạn nữa. Còn một bạn nữa. Bạn nữa mới tắt cái này. Vào 42. Ok, chấp nhận mất một tim, còn 3 tim. Cứu luôn, còn 16 phát nữa. Ok, pha luôn, đỡ cả. Qua 42 còn 3 tim nữa. Thank you.
Cách biệt nhau này có phần xa nhỉ, không giải quyết được gì, không giải quyết được gì cả. Chắc là mình tới lại rồi. Chúc phục. Bạn cho mình chơi, các bạn sẽ thấy được những gì vào nào mà cần lưu ý quá chơi. Ok, đi vào 43, còn 3 team nữa. Còn 3 team nữa. Nhưng khi vào khó chơi thì các bạn cần chơi cẩn thận. Quá rồi. Bắt buộc thì dùng trợ giúp mọi người. Mình nhìn cái cơ cấu là nó sẽ không thể qua được. Dùng trợ giúp luôn. Next.
20 phút nữa sẽ nhận được thêm một niềm tin. Bạn nào dậy mà đã chơi đấy, vẫn đang ngửa mặt chưa mà đã chơi rồi. Ok, đi là 45. Đâu đâu rồi trong khó khăn. Ok, đi vào 46 giải cứu ba chú rồng. Ba chú rồng nhỏ, ba chú rồng. Thank you.
Mất một tim rồi. Nếu mà bán tử thần, bán tử thần mọi người ạ, bán mà có cái đầu lâu ấy, bán tử thần rất quá. Bán tử thần tin nữa mọi người ơi, ai tin nữa?
What the? Quấy ấy, quấy lúc nó bán 4.000. Quấy bán tất nhất 5.000. Còn 4 phút nữa. Đợi tí. Chưa gì. Ơ. Ok, qua bản chú xong. Được chứ. Ơ. Bông đang làm chưa? Cái bông đang đánh gì? Bông đang đánh răng gì? Cứ để chị bông đánh đi, xong rồi bông đánh. Đi vào 47, còn 2 tim nữa. Hết một sơ, đi chắc. Đi chắc. Ơi câu đánh vật á, có chứ, còn 7 cá và 9 người chơi. 7 cá 5 cá
Sugar Crush. Ok, qua đi vào 47. Chắc là được video ở đây. Xem video thì tôi phải mang lắm cái kênh mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video sau.